OCD không thích điều này, nhà hàng không rửa nồi suốt hàng chục năm nhưng thực khách vẫn đông nghịt, tấm tắc khen ngon. Ở giữa thủ đô Tokyo, Nhật Bản, nhà hàng Abe-chan được biết đến bởi món thịt lợn nướng nổi tiếng nhưng cũng gây tranh cãi không kém. Theo đó, nhà hàng Abe-chan nằm ở khu mua sắm Abazu Bujan của Tokyo và đường thành lập vào năm 1933 bởi ông nội của chủ sở hữu hiện tại. Gần đây, nhà hàng được giới thiệu trên một chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật và gây được bất ngờ cực lớn khi tiết lộ một trong những bí quyết thành công của họ là vại nước sốt được truyền qua 3 thế hệ. Chương trình cho biết đây là vại nước sốt mà những xiên thịt lợn đã được nhúng vào để làm gia tăng hương vị trong suốt 60 năm qua. Lẽ ra điều này sẽ chẳng có gì là lạ, nhưng chủ quán lại tiết lộ rằng 6 thập kỷ trở lại đây, chiếc vại nước sốt này chưa từng được cọ rửa sạch sẽ dù chỉ một lần, và khối màu nâu sẫm xung quanh miệng của vại nước sốt thực chất là phần nước sốt đã tràn ra và đóng đặc lại. Chủ nhà hàng cho biết, thay vì lau chùi vại nước sốt này hàng ngày thì sau khi nhà hàng đóng cửa, các nhân viên tại Abe-chan chỉ cần đổ thêm nước sốt lên phần nước sốt còn lại trong vại. Truyền thống này đã được cả 3 thế hệ tôn trọng và người chủ hiện tại tin chắc rằng điều đó đã góp phần vào sự thành công của công việc kinh doanh. Tương tự, nằm trên con phố Ekamai giữa thủ đô Bangkok, Wattana Panich, quán ăn bán mì bò truyền thống đã tồn tại được gần 5 thập kỷ, truyền qua 3 thế hệ. Nhà hàng Wattana Panich đã được tạp chí BK Magazine vinh danh là tinh hoa châu Á và luôn được nhắc đến trong các gợi ý du lịch ẩm thực xứ Chùa Vàng. Đã tồn tại được gần 50 năm, trải qua bao biến động thời gian, nhưng có một thứ ở Wattana Panich chưa bao giờ thay đổi từ ngày đầu tiên, đó là nồi nước dùng. Nhà hàng có nồi nước ninh xương vĩnh cửu đã hầm âm ỉ nửa thế kỷ và đây chính là bí kíp khiến mì ở đây ngon, đậm vị, hấp dẫn thực khách. Trong chương trình, các chuyên gia cũng đã đặt câu hỏi về nguy cơ an toàn vệ sinh tiềm ẩn đối với việc chứa nguyên liệu bằng một vật không được vệ sinh cọ rửa trong thời gian dài. Đáp lại câu hỏi này, một trong số các chuyên gia cho biết nếu nước sốt được xử lý nhiệt đủ lâu thì sẽ khó có nguy cơ gây ô nhiễm vi khuẩn. Bên cạnh đó, một thí nghiệm được thực hiện bằng cách đổ nước sạch vào một thùng chứa đầy nước đen liên tục 365 lần cũng cho thấy rằng hầu hết các thành phần ban đầu thậm chí không còn tồn tại. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bạn nghĩ sao về những chiếc nồi nước dùng này? Chia sẻ cùng Tin Nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé!